Ngày ngày thì rào cản cạnh tranh càng ngày càng thấp Có nghĩa là chi phí để có thể có một khách hàng càng càng, càng tăng Vì rõ ràng là nền tảng truyền thông thì vẫn là những nền tảng đấy Nền tảng xuất hiện, quảng cáo nó vẫn là nền tảng đấy Nếu mà có càng nhiều đơn vị cạnh tranh Thì chi phí để tôi bỏ ra để mà có được một khách hàng Nó sẽ tăng Tăng có nghĩa là gì? Tăng có nghĩa là nó càng ngày càng cắn nhiều hơn vào biên độ lợi nhuận của một doanh nghiệp đấy. Thế cho nên là nếu mà cứ mãi làm những sản phẩm mà không có điểm khác cạnh tranh mà chỉ dựa vào một thứ nó là quảng cáo thì kiểu gì cũng sẽ tách một chủ doanh nghiệp khi mà đưa ra được một cái đánh giá một cách cực kỳ khách quan thì nó không chỉ đánh giá chỉ trên đơn thuần là kênh mà nó còn rất nhiều các phạm trù xung quanh đấy nữa nó còn là lợi thế về mặt sản phẩm có hay không có thì tốt nhé nếu không có thì liệu mình có tạo ra lợi thế về mặt thương hiệu gì hay không với cái hiện tượng của việc là chi phí quảng cáo càng ngày tăng vậy thì bây giờ làm thế nào để mà dần dần mình không phải đổ liên tục ngân sách vào quảng cáo nữa thì rõ ràng nó thương hiệu nó là cái tính thương hiệu đấy nó là cái trải nghiệm đấy nó là quay trở lại tất cả những cái gì mình vừa trao đổi đấy. nó là một bài toán đúng một cái flywheel vòng tròn một doanh nghiệp trường tồn thì sẽ sẽ phải cố gắng quan tâm đến tất cả các khía cạnh đấy và phải làm tốt Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của Rising Việt Nam. hôm nay chúng ta cùng chào đón khách mời anh Quang Thái, co-founder của DTX Asia, một trong những house brand nổi tiếng của Việt Nam. Trong đó các bạn có thể biết đến Kunin, có thể biết đến Incaholic, His hay là Success Sutter. chào mừng anh đã tham gia với Rising Việt Nam ạ. Rồi, chào mừng bạn. Rất cảm xúc cảm ơn rất cảm ơn vì là có mình ở đây câu chuyện khởi nghiệp thì chắc anh cũng chia sẻ ở nhiều nơi rồi nhưng mà chắc à. là em sẽ hỏi câu đầu tiên là từ một kiến trúc sư mình bắt đầu khởi nghiệp với two guys one box và cái bài học đầu tiên với anh ở lần khởi nghiệp đó là gì uhm, từ một kiến trúc sư à cũng lâu phết rồi đấy nhở uh, lội lại phải tự lội lại học phải tầm bảy năm đấy bảy năm đấy uh, trước hết thì anh nghĩ là thực ra cái việc uh, đến với cả khởi nghiệp thực ra nó là một cái duyên vì anh về Việt Nam từ thời điểm 2015 và sau đó vẫn tiếp tục theo đuổi con đường kiểu kiến trúc với cả nội thất. Ấy. nhưng sau đó thì bén duyên qua một cái lần làm liều là mang một cái gì đấy từ uh, từ nơi anh đã học được nhiều nhất đấy là Mỹ. Thì anh ở đấy tầm 7 năm, xong về đây khởi nghiệp uh, cũng lên voi xuống chó khá là nhanh <laughs> chia <laughs> sẻ thật là thế. sau khoảng tầm một năm rưỡi thì anh shutdown cái business này. anh nghĩ là bài học một trong những bài học lớn nhất là thực ra là sự chủ quan sự chủ quan và nghĩ mình biết tuốt, anh nghĩ là đấy sẽ đấy sẽ là cái 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 vết ngã uh, lớn nhất đầu tiên và anh nghĩ là cũng sẽ là một trong những cái bài học lớn nhất của anh cho đến thời điểm bây giờ. Anh nghĩ là thực ra chủ chủ quan ở đây chủ quan ở đây chủ quan bản chất là gì? Tức là uh, mình nghĩ mình đã làm được rồi hoặc là mình nghĩ mình biết rồi nhưng thực ra là không phải. Uh, bản chất người ta ở uh, khi mà bất kỳ một ai mà đặc biệt là ở độ tuổi trẻ nhé thời điểm đấy thời điểm anh khoảng tầm 22 tuổi thì khi mà khởi nghiệp và sau đó sau 6 tháng thì có một cái thành công gọi là thành công tại thời điểm đấy thì uh, uh, mình bắt đầu uh, mình bắt đầu suy nghĩ đến những thứ nó hơi viển vông chia sẻ thẳng là thế uh, không quá tập trung vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp không quá tập trung vào sản phẩm nữa thậm chí một cách cực đoan mà phải nói là không quá không quá tiếp tục quan tâm lo lắng và Giữ một cái vị thế chỉnh chu cho khách hàng nữa. đấy thì dĩ, dĩ nhiên là mình mình như thế nào thì khách hàng sẽ đáp trả lại mình như đấy thôi. và khi nhận ra cái đấy thì nó hơi muộn rồi. bọn anh cũng làm lúc đấy anh làm với cả một câu cô phào khác thì bọn anh cũng uh, xoay chuyển chó mặt trong giai đoạn mà thức tỉnh đấy. xong nhưng mà không uh, nó đã quá muộn rồi. thì anh nghĩ là cái sự quá muộn này nó nó là một cái bài học khá là lớn. Vì việc là cái gì nó cũng có thời điểm, cơ hội nó chỉ đến một lần và nếu mà trượt ra khỏi cái đường găng đấy thì sẽ không thể nào quay trở lại được. Nhưng mà mình vẫn quay trở lại chỉ là quay trở lại với một hình thức khác. Quay trở lại theo hình thức khác đúng chính xác. <laughs> à, thực ra anh quay trở lại khá nhanh đấy, tức là anh nghĩ là nói là kiểu nó là một nỗi buồn đấy. Thật ra anh em anh buồn hỏi không, anh là không, bao không, lâu đấy? Ừ, không không lâu lắm đâu. Anh nghĩ là anh chỉ mất uh, anh mất chính xác là khoảng tầm là 3 tháng sau đấy để cam up với một cái idea khác. thì dĩ nhiên là thật ra buồn bã thì nó cũng có, thất vọng thì có nhưng mà um, tức là đối với cả anh anh chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh là kiểu thật sự là kiểu trầm cảm vì cái đấy anh nghĩ nó là, là bài học và đương nhiên và sau đó thì đứng dậy để làm tiếp đó à, thực ra thì cũng may mắn là từ cái đấy thì nó ra một vài cái ý tưởng mà có liên quan đến các sản phẩm thương mại bên trong cái sản cái, cái cái hộp thuốc ăn đấy Đấy thì câu chuyện anh cũng chia sẻ khá là nhiều là liên quan đến là một cái item ở bên trong đấy nó là cái đồng hồ thì bèn duyên với cả Canon là từ đấy đang đi hỏi cơ duyên với DTX nhưng mà là Canon trước đúng không ạ? Canon là khởi nguồn của DTX đúng không? Thì ra tại thời điểm đấy anh không nghĩ quá xa vời về kiểu mô hình house of brand hay brand house hay bất kỳ cái gì liên quan đâu thật sự là thế bản thân cái cách mà anh approach công việc ấy, cái cách mà anh tiếp cận với các công việc là thực ra là nhanh nó hơn là sự thấu đáo tức là sẽ có hai trường phái một là thực ra là một researcher là một người kiểu nghiên cứu và hai là kiểu doer là một người làm ngay lập tức thì anh thì là khá là nặng về mặt doer à, vậy cho nên là khi mà mà nó rất là nhiều lần rồi uh, là khi mà có một cái ý tưởng gì đấy anh làm luôn đại gần như là không research quá nhiều thế nên là ngay sau khoảng tầm hai ba tháng thì anh start cơ nên luôn um, thì thời điểm đấy nó chỉ bắt đầu với một câu hỏi là tại sao không phải là một thương hiệu việt thôi thì bản thân anh cũng một người khá là thích nói là đam mê thì cũng không phải nhưng mà khá là khá là thích thời trang nói chung thì bản chất bây giờ anh cũng làm hầu hết là với các trong lĩnh vực thời trang uh, thì um, start luôn câu hỏi tại sao không phải thương hiệu việt thì thương hiệu Việt lúc đấy nó có nó có khoảng thở trong các thị trường nào, đại dương nào nó là đại dương xanh. thì lúc đấy bền duyên với cả đồng hồ từ đấy. Và em thấy là lúc đấy có một cái câu mà truyền thông rất là nhiều, thương hiệu đồng hồ đầu tiên tại Việt Nam, thương hiệu đồng hồ Việt Nam đầu tiên. <laughs> Đúng không? Nó sự thật thì nó là sự thật. Là sự thật. <laughs> anh anh đây không dám bốc phét về cái việc đấy. Anh nghĩ là um, để mà nói là tự hào về cái việc là kiểu nó là đầu tiên hay không thì thì thú thật là thực ra qua năm tháng anh 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 chưa bao giờ coi cái đấy là một niềm thật sự là kiểu tự hào ấy, nhưng mà nó mang tính chiến lược của cái business và tôi đang nói sự thật thì nếu mà cái gì thật thì tôi sẽ nói và nếu mà cái thật đấy nó lại còn tạo ra một lợi thế cạnh tranh lớn thì lại càng phải nói càng phải củng cố cho đến khi nào không củng cố được nữa thì thôi hoặc cho đến khi nào mà cái giá trị này nó không còn quá quan trọng đối với cả nhiều tư dùng nữa thì thôi thì đối với cả ở giai đoạn 2016 2017 thì hơi thở Việt trong các thương hiệu nó vẫn còn là một cái gì để khá là mới vì thực ra để nhìn chu kỳ của thương mại đặc biệt là trong ngành thời trang nhé từ xưa thì nó là là việc là con buôn sau con buôn bắt đầu là đánh hàng từ Trung Quốc bán lẻ sau khi sau cái đấy bắt đầu là dập logo vào những sản phẩm mà mình nhập từ Trung Quốc sau đó bắt đầu là sản xuất bắt đầu thương mại sau đấy bắt đầu thương hiệu thì thực ra thì anh nghĩ là cái gì nó phải có chu kỳ của nó cái gì phải có khởi điểm của nó thì tại thời điểm đấy đối với cả đối với cả bọn anh thì bọn anh nói lên cái sự thật là chúng tôi là thương hiệu đầu tiên của việt nam thương hiệu đồng thời đồng hồ thời trang đầu tiên của việt nam thì nó là sự thật và nó tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh khá là lớn vậy cho nên bọn anh nói đi nói lại về cái đấy hơi lắm mồm <laughs> nhưng mà em thấy rằng là các bạn trẻ rất là ủng hộ Conan em nghĩ đấy là một thành công vậy em nghĩ là Conan đã thành công đến thời điểm hiện tại là do những nhiều tố gì anh nghĩ là vì bọn anh uh bọn anh đặt đúng câu hỏi và có câu trả lời và sau đó thì làm và thực hiện cái triết lý đấy một cách thống nhất cụ thể là tại sao không phải là thương hiệu việt bản chất trong cái câu đấy nó đã là từ thương hiệu nó đã là từ quan trọng nhất rồi thế nên anh nghĩ là bọn anh theo đuổi cái giá trị về mặt thương hiệu ngay từ thời điểm ban đầu và nó cũng là một cách hoàn toàn tình cờ thì ra anh không học về thương hiệu anh không học về branding anh không học về marketing anh học về kiến trúc về nội thất um, nhưng mà somehow kiểu anh nghĩ là anh được truyền cảm hứng khá là nhiều từ từ các thương hiệu ở uh, gọi là D2C Direct to Consumer của Mỹ khi mà anh còn được ở bên đấy được chứng kiến khá là nhiều anh muốn tôn vinh cái trải nghiệm đấy của anh bằng việc là làm ra một một thương hiệu chứ không phải là một shop Đấy, vì hai cái này nó khá là khác nhau thì cái lộ trình làm ra một thương hiệu thì anh nghĩ nó khá là gian nan nhưng mà khi mà làm được thì nó khá là xứng đáng từ việc là có một niềm tin thật sự Nhưng đầu tiên là phải có đấy nhá chứ không được kiểu bánh vẽ ra đấy triết lý thật sự và sau đó thì theo đuổi triết lý đấy và cái triết lý đấy nó được nó nó cần được lan truyền đến mọi khía cạnh của doanh nghiệp là không chỉ là đơn thuần là phần phần khách nhìn được mà là còn phần nội bộ bên trong Tức là từ con người tất cả mọi thứ vì thời điểm đầu tiên thì chỉ có cơ nền thôi thế nên thật ra là cái văn hóa doanh nghiệp của bọn anh bây giờ nó vẫn khá là cơ nó vẫn khá là why not ờ ừ, đúng rồi kể cả là có những brand sau đi chăng nữa thì cái linh hồn nó vẫn ở đấy tức là cái tim nó vẫn là why not Nên bản thân cái core văn hóa của bạn anh nó vẫn là why not nó là sáu ký tự trong cái trong cái từ why not đấy thì um, anh anh nghĩ anh nghĩ nó là uh, hội tụ của rất là nhiều các yếu tố chứ nó không phải là chỉ là một thành tố riêng để mà thành công với cả một brand yeah. nhưng mà anh có vấp phải cái yếu tố là lúc đấy người khách hàng việt nam họ đón nhận một thương hiệu việt chưa được cởi mở lắm không đặc biệt là với một cái sản phẩm liên quan đến kỹ thuật khá là nhiều mình sẽ phải cạnh tranh với các cái thương hiệu lớn quốc tế khác đối với cả anh thì khi mà bắt đầu thì anh đã nghĩ là nó sẽ uh, nó sẽ luôn luôn có những ý kiến trái chiều như thế rồi à tức là anh xác định ngay từ xác định ngay từ đầu luôn thì uh, bản thân cái mục tiêu của bọn anh ấy trước hết trước hết là phải nói phải giải thích một chút là cái cách bọn anh làm thương hiệu là triết lý của anh anh tin là một thương hiệu thật sự mạnh ấy. hoặc là để anh chưa dám nói là Canon là như thế đâu nhưng mà hay là bất kỳ một brand nào khác của anh là như thế nhưng mà tuy nhiên là bọn anh hướng tới cái việc đấy là để mà build được một thương hiệu mạnh thì em phải có người ghét và em phải có người yêu chứ nó không phải là ở giữa ở giữa thì thì gần như là em không tạo ra được một cái ấn tượng gì cả anh thà có nhiều người ghét và cũng có người thích còn hơn là kiểu bọn anh ở giữa thế nên thực ra là anh nghĩ là Canon làm được rất tốt điều đấy đấy thì đối với cả target audience mà là những người uh, có thể là trượt khỏi cái nhóm khách hàng của bọn anh nhưng mà cũng là những người sử dụng đồng hồ uh, đồng hồ kiểu nhật bản đồng hồ thụy sĩ họ sẽ luôn luôn có những phép so sánh và đấy là chuyện hết sức bình thường và thực ra anh nghĩ là đấy là gia vị của cái việc là khi mà bọn anh đang làm và, tăng và, và nó là trải nghiệm trong suốt cái quá trình kiểu kinh doanh ấy còn ngược lại đối với cả những bạn mà thật sự là audience của bọn anh thì họ bay vào cái triết lý chiết lý đây nó không phải là tôi bán một cái đồng hồ và đồng hồ nó sản xuất ở đâu chiết lý đây là bọn anh truyền cảm hứng cho họ như thế nào đấy, thì riêng cái việc là thực ra là một thương hiệu việt đầu tiên thì nó đã làm nó là một cái gì để nó khá là mang tính cảm hứng rồi anh nghĩ là thế ừ, thế cho nên là uh, bọn anh stick với cái đấy ngay từ đầu và xuyên suốt cho đến thời điểm bây giờ à, Đấy là một một trong những cái mục tiêu quan trọng nhất của team branding là làm sao mà luôn luôn uh, giữ vững giữ vững được cái 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 sương sườn này à, không bao giờ bị kiểu lay chuyển bởi bất kỳ một tác động nào bên ngoài ừ. đấy là cái trải nghiệm của mình đúng không anh nghĩ là đối với cả một brand thành công thì nó không phải là nhất thiết phải có một sản phẩm với một cái usb mạnh đấy. thì cái đấy là điều anh luôn luôn tin vì rõ ràng như chúng ta nhìn ngoài kia vẫn có rất nhiều rising brand rising brand mà brand rất nổi tiếng luôn ý. sản phẩm y hệt như thị trường bản chất vẫn là một cái áo hoodie vẫn là một cái logo đi như là logo thì thì là của riêng họ đặt ở, đặt ở một cái một cái nơi và sau đó thì mỗi một cho đến hai tháng thì sẽ có một cái drop một cái drop vào mặt sản phẩm collection và họ vẫn họ vẫn thành công vậy thì đặt một cái hỏi là cái công thức thành công thì nó nằm ở đâu nó vẫn là sản phẩm nhưng mà nó không phải là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm ừ. Thế tức là mình dùng một cái yếu tố khác làm lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình đấy là lợi thế về dịch vụ thương hiệu ừ. chứ không phải là cạnh tranh bằng sản phẩm nó là lợi thế và chính xác phải đặt câu hỏi là vậy chúng ta đang target ai đó cái tỷ trọng hiện giờ mà các bạn đang là những người mua sắm nhiều nhất là các bạn gen z là thế hệ trẻ anh sẽ tạm thời gọi là thế hệ trẻ thì nó làm anh mới có một cái suy nghĩ như vậy là thực ra là sản phẩm về mặt usp nó không còn quá quan trọng nữa vì thực ra thì các bạn các bạn trẻ là gen z họ mua hàng khá là khác với cả millennial millennial là bọn anh Đấy và sắp tới thì gen alpha anh nghĩ trong khoảng tầm 10, 10 cho đến 12 năm nữa thôi thì nó sẽ còn dã man hơn nữa đấy, thì thì về cơ bản thì chúng ta cần phải hiểu là vậy thì bây giờ cái cái intention to buy đấy tức là thật sự là cái kích thích mua hàng đối với cả từng từng thế hệ nhé bao trùm từng thế hệ này, nó sẽ khác nhau như nào dĩ nhiên là trong từng thế hệ thì sẽ có người này người kia đấy không thể nào mà identical giống nhau y hệt được nhưng tuy nhiên là nó sẽ có những cái điểm chung và cái điểm chung này nó xuất phát từ không phải là văn hóa mà xuất phát từ cái cách mà họ được race cái cách mà chúng ta được tiếp nhận thông tin và chúng ta hoài niệm như thế nào bản thân ví dụ như đảm bảo luôn em là 98 đúng không anh là 91 chúng ta sẽ có cái cách mà chúng ta race và trải qua childhood một cách hoàn toàn khác nhau đúng rồi môi trường khác nhau môi trường hoàn toàn khác nhau đấy thì anh nghĩ là cái đấy nó nó định hình được cái cách mà chúng ta mua sắm đấy vậy cho nên thương hiệu đối với cả anh và thương hiệu đối với cả em và cái cách em tiếp nhận tiếp thu cái đấy nó sẽ hơi khác nhau một chút thì ở uh, cái việc là một sản phẩm đặc thù đương nhiên nhé trong lĩnh những lĩnh vực quan trọng như kiểu technology hay là những lĩnh vực mà nó mang tính innovation cao thì anh nghĩ là cái đấy là cái thiết yếu và cái đấy là cái bắt buộc không thể nào mà không không khó được ít nhất là phải đạt được ở cái đúng rồi nó phải ở mức tiêu chuẩn mức sàn uh, nhưng mà đối với cả một vài ngành hàng nó mang tính thẩm mỹ thì thật ra thì cái điểm usp này nó bị nó bị phai nhòa đi và nó bị nó được thay thế bởi một cái khái niệm nó gọi là là văn hóa của cái brand niềm tin của cái brand Ở à, trong branding thì khi bọn anh bọn anh làm branding cho từng brand thì về cơ bản cái tầng đầu tiên thì dĩ nhiên là định hình được là cái tính cách của cái brand là cái gì cái đấy nó rất là phổ biến phổ thông rồi đấy nhưng tuy nhiên thì khi mà đi sâu vào thì bản chất cái mục tiêu của bọn anh là sẽ cần phải định hình được là vậy thì bây giờ cái cái nhóm văn hóa mà chúng ta đang truyền tải và chúng ta đang muốn penetrate vào là những ai cùng trong một cùng trong một cái cái văn phòng ngồi với nhau có khoảng tầm là 10 người nhưng không phải ai cũng giống ai mà dù chúng ta đã cùng sinh hoạt cùng một môi trường vậy thì làm thế nào để chúng ta nhìn được ra ok là ai là khách hàng của chúng ta thì bản chất nó đích thế bằng một cái khái niệm nó gọi là subculture. đấy là văn hóa thì truyền thông theo văn hóa chứ không phải là truyền thông theo sản phẩm thì đấy là cái mũi nhọn mà cách cái cách mà bọn anh uh, bọn anh xây dựng thương hiệu yeah. khi mà mình xác định một cái tệp khách hàng audience của mình thì với Kernan cũng là chắc chắn là sẽ là các bạn nhân di đúng không hay là tệp như thế nào ạ? Em nghĩ là cái việc định vị được thương hiệu của mình ở đâu, tính cách như thế nào thì nó cũng rất quan trọng ngay từ cái bước là research thị trường và target được cái segment, cái tệp đối tượng của mình. Ừ, ừ sure rồi, chắc chắn rồi. Ờ... đối với cả đối với cả bọn anh thì bọn anh cố gắng không không định hình nó theo độ tuổi vì anh lấy một cái ví dụ đơn giản rồi nhé ví dụ như sẽ có một cái nhóm văn hóa nó là à, uh, Các bạn trẻ Ở thời điểm hiện đại Luôn luôn cố gắng nhưng mà luôn luôn ở trong trạng thái si chết Ví dụ thế Vậy thì ok, ví dĩ, dĩ, nhiên là chúng ta nhìn thấy một cái nhóm một cái, một cái nhóm đấy Nhưng mà cái nhóm đấy đâu phải là chỉ có bạn trẻ đâu Bản thân anh cũng có thể thuộc trong nhóm đấy Hoặc là một một kiểu cô, một bác Ở độ tuổi khoảng là 35, 40, 50 Cũng đều có thể thuộc cái nhóm đấy Vậy cho nên là thực ra là nó là hai cái góc nhìn về mặt Audience rất khác nhau cái góc nhìn hồi xưa thì nó sẽ là demographic. Uh, persona nó rất là basic. Đấy, cái làm này không hề sai nhá. Vẫn không hề sai. Uh, nhưng anh chỉ nghĩ nó chưa đủ sâu đó. nó cần thêm một tầng nữa. Đấy thì cái tầng mà bọn anh thiết lập nó là bản chất nó là cái tầng niềm tin và văn hóa của từng cái người đấy. Họ có cái điểm gì chung. Thì ví dụ như đối với cả Kernan thì bọn anh định hình một khái niệm là các bạn. Anh không có cái từ này trong tiếng Việt. Nhưng tiếng Anh nó là stressed strivers. Tức là vượt qua xì si chết Đấy Thì bọn anh định hình Cái đấy là Cái điểm chung của Khách hàng bọn anh Đấy là cái Cái đại dương xanh Mà bọn anh muốn hướng tới Đấy là cái nhóm khách hàng Mà anh cảm thấy là Bọn anh có thể relate được Là khi bọn anh chia sẻ Và cái branding Từ thông điệp Cho đến niềm tin Thì đấy sẽ là cái đối tượng Mà thật sự là bọn anh nói chuyện Bọn anh sẽ communicate với Đấy Thì đối với từng brand nó sẽ khác nhau Đấy Thì đối với cả cơn này Nó stress fire Là những người vượt qua si chết tạm thời tạm thời dịch là thế đi đấy thì anh nghĩ cái cái yếu tố đấy nó sẽ làm thay đổi góc nhìn của business owner khi mà nghĩ đến branding vì nó không còn là độ tuổi nữa vì rõ ràng là anh nói thật là bây giờ có những bạn mà tầm 15 tuổi đã bắt đầu xì chết rồi anh không hiểu là các bạn đã xì chết vì cái gì nhưng mà obviously là các bạn đã có xì chết vì nếu các bạn đã nói là các bạn xì chết thì mình tôn trọng điều đấy những người 30 40 tuổi cũng xì chết rất nhiều người xì chat vì ra về ở trong một thời đại hiện đại như bây giờ thì mình phải đóng rất nhiều vai và cái việc là trong một ngày mình sẽ switch nhiều vai như vậy thì nó làm mình căng thẳng là chuyện hết sức bình thường Đấy thì cái brand bọn anh muốn có một cái brand đồng hành được cùng những những người như vậy đấy. Có nhiều có nhiều bạn nghe đến câu đấy thì nghe bảo là nó hơi giống Nike nhỉ, nó thật không phải Nike thì communicate với cả Bọn anh lấy cảm hứng từ Nike công nhận là rất là nhiều Nhưng mà tuy nhiên thì là Nike communicate với cả athletes là những vận động viên Còn bọn anh thì là communicate với uh, young kiểu workers tức là những những người đi làm Đấy. À, vậy cho nên là uh, cái positioning về mặt persona thì nó là như thế hy, đó, hy vọng là sam sambot em hiểu được phần là thay đổi về mặt tư duy từ việc là nó là nhóm tuổi cho đến sang một cái cụ thể về một cái hành vi giống nhau nó như thế nào Đấy. là nghiên cứu không phải là demo nữa mà là psycho và behavior rồi đúng rồi là, chính đó. xác cái niềm tin thì nó phải xảy đến ngay trong khi chúng ta làm một cái communication plan thì thật sự là để mà mình ra được một cái communication plan tức là một cái một cái kế hoạch kiểu truyền thông gọi là communication ấy thì mình phải biết họ là ai chứ tức là mình phải biết rất rõ là mình đang nói chuyện với ai như kiểu hôm nay nói chuyện với em thì dĩ nhiên là anh xong mất là anh phải biết là em là đại diện cho Rising Việt Nam thì cái cách nói chuyện của anh với em nó sẽ khác hoàn toàn nếu mà chúng ta gặp nhau kiểu maybe là kiểu ở ngoài cà phê chẳng hạn đúng không thì về cơ bản thì anh nghĩ là đấy là đấy phải là một cái bài tập thực hành đối với cả từng brand owner và phải giải quyết được cái đấy regardless là uh, cái việc là họ có theo đuổi những cái gì mà anh vừa nói không vì thực ra nếu mà không hiểu cái đấy thì ra những cái mẫu content ấy nó sẽ khá là chung chung mình sẽ nói với một tập kiểu giới trẻ ok giới trẻ thì ai biết giới trẻ như nào đúng không vì thực ra bây giờ gen z gen z hay là gen y bản chất anh tự coi anh là một người trong thuộc thế hệ gen y nhưng anh khá trẻ đấy anh khá có tư tưởng của một gen z vì thực ra anh tiếp xúc cả gen z hàng ngày Uh, thế cho nên là cái đấy mình không đánh đồng được uh, vậy cho nên là cái 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 niềm tin của một cái community nó rất là quan trọng lý do tại sao mà anh theo đuổi chết đi Canon là một thương hiệu đồng hồ đầu tiên tại Việt Nam vậy thì cái việc mà mình cạnh tranh với các thương hiệu thời trang đồng hồ khác quốc tế đã có và trong có niềm tin đã có niềm tin yêu với khách hàng của Việt Nam rồi thì như thế nào ngoài cái câu chuyện thương hiệu ra nó là bài toán vô hạn luôn cạnh tranh sẽ cạnh tranh mãi anh nghĩ là đầu tiên thì chắc là sẽ sẽ cần hiểu chút là cái vị thế của local brand thời điểm bây giờ nó như thế nào ấy. anh nghĩ là thật ra thì uh, local brand bây giờ so với trước đây đã có một vị thế quan trọng hơn trong tim người tiêu dùng rất nhiều đấy cái đấy là cái chắc chắn vì thật ra thì cái nhóm khách hàng mà bây giờ đang tiêu dùng nhiều nhất cũng không phải là thế hệ bọn anh nữa mà đặc biệt là cho các sản phẩm như kiểu là trong trên thương, sản thương mại điện tử hay là tiktok shop vân vân thì ra là đều là các thế hệ trẻ hơn hoặc là có tư duy trẻ hơn Đấy. thì anh nghĩ là họ cởi mở hơn rất là nhiều họ cởi mở hơn rất là nhiều vì sao vì họ thử vì họ chịu thử hơn đối với cả các thế hệ trước ta chúng ta không chịu thử thôi chúng ta không give it a try chúng ta không cho các local brand một cơ hội thì đối với cả các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy cho họ một cơ hội thậm chí là nhiều cơ hội anh anh nói như kiểu anh đang nói em vậy <laughs> thực ra ví dụ em xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà ví dụ như em mua canon cũng là vì em muốn thứ nhất là mình nghĩ là mình ủng hộ một thương hiệu việt nam đầu tiên về đồng hồ thứ hai là mình muốn trải nghiệm nó ừ. xem Xe nó thế nào đúng rồi chính xác và cái 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 tư duy trải nghiệm đó của em thì không phải không phải là người nào cũng có thể có đâu đấy, tức là đặc cái đặc thù tư duy đấy thì nó sẽ thuộc các nhóm trẻ các bạn trẻ Uh, uh, vì họ muốn hay vì họ sẵn sàng thử hơn họ sẵn sàng thử cái mới hơn nhưng cũng chính vì thế cho nên là họ không trung thành bằng các thế hệ trước ừ. và đấy là chuyện hết sức bình thường đấy đấy là cái sự thật mà các brand sẽ cần phải sẽ phần cần phải đối mặt và làm sao để thiết lập được một cái bản kế hoạch kinh doanh nó phù hợp với cả cái hành vi tiêu dùng như vậy từ các bạn trẻ đâu đấy chứ không còn đổ lỗi cho cho việc là giới trẻ thì không không trung thành nữa thì cho nên không bán cho giới trẻ nữa làm gì có chuyện đấy bản thân bản thân đối với cả audience của bọn anh thì bọn anh gần như là 50 50. Tức là nếu mà chia ra hai thế hệ nhé về theo mặt độ tuổi nhé bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại độ tuổi một chút để mà định hình về mặt thế hệ. Gen Y và Gen X à Gen Y và Gen Z bọn anh gần như là 50 50. Thì lý do tại sao 50 50 chứ chưa phải là tỷ trọng Gen Z nhiều hơn vì thực ra sản phẩm của bọn anh không phải là sản phẩm rẻ. Sản phẩm của anh giá trị trung bình rõ hàng khoảng tầm 2 triệu cho đến 3 triệu. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là một trong những cái khá là proud là thực ra là các bạn trẻ cũng chịu khó shopping for kiểu cân Đấy thì anh nghĩ là một phần là quay trở lại cái câu hỏi là nó đến từ việc là các bạn dám thử đấy à, và chính vì thế cho nên local brand mới có được một cái chỗ đứng như bây giờ này không chỉ nói riêng gì nói riêng gì trong ngành thời trang mà trong ngành các ngành khác nói chung và đặc biệt là trong những năm gần đây thì em sẽ nhìn thấy là local brand trong ngành hàng mỹ phẩm ừ. là là gần như là kiểu đang bay vù vù, vù luôn vì là các bạn các bạn trẻ bây giờ đang sẵn sàng thử sản phẩm mỹ phẩm của Việt Nam hơn thay vì là chỉ hướng tới các sản phẩm của Hàn Quốc của của Pháp của Mỹ vân vân đấy thì anh nghĩ anh nghĩ mình nhìn đầu tiên là mình nhìn là trên trên cái lộ trình thay đổi về mặt hành vi của người tiêu dùng trước đó thì bây giờ chúng ta đang ở trong một thời kỳ là local brand nó không không còn khó như cũ nữa rồi đấy mà về cơ bản thì ra bây giờ cần cái cái phải lo ấy là local brand đi compete với nhau đi cạnh tranh với nhau ừ. đấy thế cho nên là từ thời điểm đầu tiên thì anh khá đau đầu việc là ok làm thế nào để ta cạnh tranh với Seiko nhỉ? làm thế nào để ta cạnh tranh với kiểu Daniel Wellington nhỉ ừ. nhưng mà dần dần anh nhận ra thực ra là những người mà đã quá trung thành với các những những cái brand đấy thì họ cũng sẽ không mua các sản phẩm local ừ. còn những người mà gần như là những người sẵn sàng adopt những sản phẩm local đầu tiên thì chắc chắn là sẽ là khách hàng bọn anh. Thế là nó là hai tệp hoàn toàn khác nhau và cái bài toán đối với cả mình là mình nhìn được ra cái sự cái 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 điểm khác nhau giữa hai tệp đấy đó và không cố gắng tìm điểm giao thoa. Ừ, không cố gắng để target ghép vào cái tệp nào. Chính, chính xác, chính ừ. xác, chính xác. Và bọn anh không không cố gắng là compete với cả các global brand vì thực ra global brand nếu mà nói về mặt bất chết thì đương nhiên là lợi lợi thế lớn hơn mình rất là nhiều. Uh, mình sẽ có thể có những lợi thế mà bản thân bọn anh thì cũng cố gắng là khai thác những lợi thế đấy là đợi thấy về mặt là uh, mối quan hệ với cả khách hàng, brand mà đã là gọi là D2C tức là Direct to Consumer là trực tiếp với người tiêu dùng thì cái trực tiếp ở đây nó chính là mối quan hệ trực tiếp. thì thì bọn anh cố khai cố khai thác cái đấy thay vì là kiểu một global brand họ về đây qua một nhà phân phối thì bản chất là cái việc là qua một nhà phân phối để nó đã là mô hình cũ, này nó không còn là direct nữa. thì cái quan trọng ở đây nó là cái direct. lý do tại sao direct nó lại ưu việt hơn là Mô hình nhà phân phối Thì ra thì chúng ta khai thác được cái mối quan hệ đấy Cái mối quan hệ đấy nó là mối quan hệ trường tồn đấy, Vì là thực ra là cái Cái trải nghiệm và một mối quan hệ Với cả khách hàng nếu mà xây dựng một cách chuẩn này, Từ một brand mà biết làm ấy, Thì nó sẽ còn xuất phát từ trước cái điểm giao dịch Điểm giao dịch là coi như thời điểm mua ấy. Nó xuất phát từ trước điểm giao dịch Và kéo dài đến xuyên suốt tận sau Cái quá trình sử dụng sản phẩm đấy, Thì đấy là đấy là một cái lợi thế mà anh nghĩ là các của brand cần phải chịu khó khai thác nếu mà thật sự đặt mình vào vị thế mà đang phải cạnh tranh với cả các brand quốc tế đấy, thì anh nghĩ là bọn anh của khai thác điều đấy tại sao khách hàng dám thử cái mới thì họ lại không trung thành anh nghĩ là anh biết là vì sao anh nghĩ đấy là một sự thật về hành vi người tiêu dùng đã cái đấy trước hết là như thế đã và chúng ta cần phải chấp nhận cái sự thật đấy đã và sau đó thì chúng ta quyết định làm gì với cái sự thật đấy đây là câu chuyện khác đúng không? Sự thật là về các bạn, về sự thật thì các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều lựa chọn. Đấy, cái đấy là cái đầu tiên. Đó. Với thực tế của rào cản cạnh tranh bây giờ đã được hạ xuống gần như là mức tối thiểu. Tùy ngành hàng nhé, ngành hàng đồng hồ thực ra không phải là một ngành hàng có rào cản cạnh tranh cạnh tranh thấp. Nhưng mà ví dụ nhìn chung, chúng ta nói về khái niệm ngành hàng thời trang nói chung đi, hay là F&B, cà phê, ăn uống, thì thực ra là rào cản cạnh tranh khá là thấp. Đặt câu hỏi là vậy thì khi mà có nhiều cạnh tranh như vậy thì người tiêu dùng hay là brand có lợi đương nhiên là người tiêu dùng có lợi rồi thì người ta phải realize cái lợi đấy chứ bằng việc là người ta phải thử nhiều thì anh nghĩ là đấy là một sự thật đối với cả hành vi của các bạn trẻ bây giờ còn khi mà nhìn ra được sự thật đấy rồi thì đối với cả câu chuyện của bọn anh thì một trong những cái mũi nhọn trong trong cái lộ trình là Ờ, bọn chia ra một vài cái gọi là business tactic khác nhau thì trong cái lộ trình là gia tăng được cái giá trị vĩnh viễn của một khách hàng ấy. thì nó có trong đây nó có phần trải nghiệm đấy. thì cái trải nghiệm nó đóng vai trò gần như là kiểu chủ chốt trong việc đấy vì thực ra thì cái brand nó chỉ phục vụ được đến một phần thôi đối với cả bọn anh thì bọn anh hay lấy ví dụ là như này cho sẽ hiểu nhé là Brand là đóng vai trò là tạo nhận thức, nó uh, khơi mào được uh, kích thích, uh, khơi mào được tính tò mò và tạo ra được sự kích thích. Nhưng mà tất cả ba cái đấy nó cần phải được hữu hình hóa bằng trải nghiệm. Vì nếu mà cái trải nghiệm nó vẫn fail ấy, thì xua sure là mình sẽ chỉ có khách hàng một lần thôi, à, không bao giờ có lại. À, dĩ nhiên là cái quay trở lại còn phải xem cái bản chất của cái sản phẩm nữa ví dụ như là những sản phẩm cái như có những cái sản phẩm đó đặc thù em chị em chỉ có thể là mua những cái sản phẩm đấy kiểu 10 năm một lần thôi chẳng hạn thì 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 anh chịu đấy thì bản chất là cái ngành hàng này nó thế thôi chúng ta đã trao đổi với nhau về cơ sở là làm thế nào để thật sự là làm cho khách hàng trung thành hơn làm cho các bạn thể trung thành với cả một cái brand hơn thì anh nghĩ nó chỉ nằm ở trải nghiệm thôi anh nghĩ là nó sẽ có hai yếu tố mấu mấu chốt một là nó là trải nghiệm mà cái đấy là cái cái mà bản thân cái brand phải kiểm soát được là phải thiết lập được một luồng trải nghiệm trong tầm kiểm soát của brand và cái thứ hai nó là nó là cái tính network effect của cái brand đấy có ảnh hưởng như thế nào với những người xung quanh cái tập khách hàng đấy, đấy. thì như kiểu là anh lấy ví dụ như là lý do tại sao mà influencer marketing nó thích là vì thế à, tại sao người ta nhìn thấy một cái bài đăng của một influencer mà influencer nó cũng có tỷ loại influencer đấy, micro macro kiểu KOL KOC đấy. Um, thì nó lại có một cái ảnh hưởng về mặt hành vi nhiều hơn thay vì là cái brand ấy tự nói về bản thân Đấy, thì nó đều có cái lý do cả Đấy, vì thực ra thì khách hàng dần dần càng thông thái hơn và qua cái lộ trình phát triển của khái niệm về social media influencer marketing đến bây giờ nó thay đổi quá nhiều nó thay đổi rất nhiều Đấy, từ việc là kiểu một celebrity uh, một ngôi sao ủng hộ và endorse một sản phẩm cho đến sau một thời gian thì người tiêu dùng người thấy người ta thấy sự, sự thiếu chân thực trong những cái bài đăng và những cái post quảng cáo như vậy bắt đầu đến việc là rise của những micro influencer mà cái buồn cười với cả micro influencer khi mà anh tự phân tích ấy, là thật ra những micro influencer đa phần là họ đều vấp vào cái sự nghiệp đấy một cách vô tình như kiểu là một một bà mẹ nuôi một đứa con đăng một tấm ảnh lên là đứa con đang ngồi trên một cái ghế như này và xong tự nhiên kiểu có một cái bài đăng để nó go viral và bắt đầu có nhiều người quan tâm và sau đó thì bà mẹ để quyết định là ô ok thế thì bây giờ tôi tiếp tục sản xuất những nội dung liên quan đến những cái nội dung như này và họ chỉ ở mức khoảng tầm 10 15 000 thôi. Nhưng mà cái cái community của một cái micro influencer nó 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 khăng khít hơn rất là nhiều. Vậy cho nên là thời gian người tiêu dùng người ta quay ra micro để người ta tin tưởng những lời review hơn. Đấy. À, sau cái micro đấy bây giờ lại còn KOC là bản chất là đến từ trực tiếp từ khách hàng, từ những người trải nghiệm với sản phẩm thật sự, đấy, và sau đó thì họ quyết định là trở thành một một người reviewer, một một influencer đấy. thì nói chung là nó 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 đã thay đổi rất nhiều. Ừ. Ừ. Tại sao em hỏi câu trung thành? Tại vì em nghĩ là đấy yếu tố trải nghiệm khách hàng sẽ là một trong những yếu tố mà mình cần tập trung trong một thương hiệu để có một tệp khách hàng ừ. trung thành với mình, đúng không? thì với Kenlin với anh thì mình có một cái chiến lược trải nghiệm khách hàng như thế nào. Để cạnh tranh. <laughs> Hoặc là anh thì có thể nói ra những cái điểm gọi là điểm mạnh trong trải nghiệm khách hàng mà anh nghĩ là với thương hiệu của mình nó làm thế mạnh. Chắc là để anh anh sẽ xem một vài thứ mà nó nó không các bạn sẽ không gọi là kiểu như người tiêu dùng sẽ không nhìn thấy nhiều ở các brand khác. Ừ, Đấy. Đúng rồi. Còn những nè, những, những cái, cái gì nó quá mình. phổ biến rồi đúng thì thực ra thì thì không ví dụ như là đối với cả bọn anh thì cái trải nghiệm nó bắt đầu từ ngay thời điểm mà cái brand này nó được tiếp xúc với cả với cả một lúc đấy chưa gọi là kiểu một khách hàng đâu là một cái lead tức là một người khách hàng tiềm năng thì trải nghiệm bản chất ở đây là gì bọn anh định hình trải nghiệm ấy, là trải nghiệm nó là mối quan hệ đầu tiên được khởi sắc giữa con giữa brand và con người đấy. thì làm thế nào để tạo ra được mối quan hệ giữa hai cái chủ thể đấy thì thay vì là anh cố lấy cái đồng hồ Anh cố lấy cái vòng Anh cố lấy cái tên là cơ Thì anh lấy con người ra Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngay trong những cái Ngay trong những cái trải nghiệm tương tác đầu tiên Có thể là một người comment Và sau đó được rep vào một cái inbox Được chăm sóc ở trong phần inbox Nói chuyện, trao đổi trong đấy Thì bọn anh, sẽ, bọn anh đã đưa Những cái yếu tố nó mang tính Con người vào rồi Con người ở đây cụ thể là cái gì? Ví dụ như khi mà họ hỏi về một cái một cái sản phẩm nào đấy bất kỳ. Đấy. Thì thay vì là bọn anh trả lời đơn thuần là về sản phẩm, vân vân. Thì bọn anh sẽ gửi kèm một cái video kiểu các bạn kiểu ở trong công ty bọn anh kiểu đang review sản phẩm rất là vui vẻ. Oh. Đấy. Nó fun, nó engaging, nó build một cái relationship, nó build cái connection. Thì anh nghĩ ra cái D2C cái lấy mạnh nó chỉ là nằm ở đấy thôi. Nếu mà không cố gắng khai thác được cái đấy thì nó sẽ rất là lãng phí. Hay là ví dụ như là ở thời điểm mà đấy là đấy là trước mà còn nó có rất nhiều những cái mẫu những cái mẫu điểm điểm trao đổi như thế đấy, vì anh nghĩ là khi mà phân tích một trải nghiệm ra anh sẽ chỉ có hai điểm duy nhất là khách hàng ghi nhớ đó một là điểm cao trào ở đầu và điểm cao trào ở cuối đấy, thì nếu mà mình cố gắng thiết kế ra được một cái trải nghiệm mà nó độc đáo ở hai cái điểm đấy thì anh nghĩ sẽ tạo ra được lợi thế có thể chia sẻ về xu hướng và trải nghiệm của khách hàng trong tương lai với cái hành vi của thế hệ gen z bây giờ không ạ xu hướng trải nghiệm khách hàng trong tương lai với em nghĩ là tại vì d2c thì nó cũng rất là đa kênh đúng không trải nghiệm nó cũng sẽ là trải nghiệm đa kênh vậy thì làm thế nào để đáp ứng một cái trải nghiệm đa kênh như thế và tối ưu ở tất cả các kênh khi mà khách hàng trải nghiệm với một thương hiệu của mình ở trên các kênh đấy trong bối cảnh thương mại điện tử hiện giờ thì thật ra anh nghĩ là cái trải nghiệm đến trông có vẻ đa kênh thực ra nó không đa kênh lắm uh, vì về cơ bản thì thực ra uh, một brand không có quá nhiều cơ hội để trao đổi cụ, cụ thể ở đây là trao đổi nhé trên đúng nghĩa của việc trao đổi với cả một khách hàng các kênh bán hàng thì luôn luôn cố gắng là thực ra là giấu thông tin đấy đi đấy, dĩ nhiên là vẫn có vẫn có những những kênh để họ tạo điều kiện và cung cấp những thông tin Nhưng tuy nhiên là có một vài sàn thì hoàn toàn không Thế cho nên là thật ra Nói là D2C đâu Nhưng mà trong bối cảnh thương mại điện tử hiện giờ Với hành vi tiêu dùng Của nhóm khách hàng tiêu dùng nói chung Chứ không phải là chỉ các bạn trẻ đâu Là bây giờ đã dịch chuyển qua Mua sắm ở trên các sàn này Các kênh social như kiểu TikTok shop này Khá nhiều đấy, Thay vì là kiểu mua qua website Như hồi trước Thế cho nên là đấy cũng sẽ là một cái Bài toán anh đối với cả bọn anh thì vẫn đang là bài toán vẫn là bài toán để làm sao mà có thể đưa được cái yếu tố trải nghiệm vào trong cái bối cảnh hiện giờ đấy vì rõ ràng là cái việc mua hàng nó diễn ra trong một tích tắc như kiểu là một người mua hàng trên tiktok shop chẳng hạn bản chất khi mà người trước anh nghĩ chỉ tầm 5 giây thôi trước khi người ta mua cái sản phẩm đấy 5 giây người ta không biết là người ta muốn mua cái sản phẩm đấy tức là cái quyết định mua nó xảy ra nó quá đột ngột đấy là cái Uh, cái điều kỳ diệu của TikTok, tức là họ đóng gói tất cả cái lộ trình trải nghiệm từ của marketing phễu phủng các kiểu của marketing vào đúng một bước, đấy là lướt, click, mua, đặt, đấy, nó không phải như trước chạy phễu, quan tâm, quan tâm sau đó retarget các kiểu kiểu đấy, thì nó thay đổi chính cái cách mà các brand phải nghĩ về trải nghiệm thực sự nó như nào, đấy, thì rõ ràng là nếu mà thực sự là cái quyết định mua nó quá nhanh như vậy thì bây giờ là Rõ ràng là trước mua nó không còn uh, Là một đề bài quá là khốc liệt nữa Liên quan đến trải nghiệm như hồi trước nữa Nhưng mà ngược lại bây giờ nó là sau mua Tức là bây giờ mình phải nhìn vào thật sự là cái bối cảnh và cái lộ trình Của thật sự là một khách hàng bây giờ đang 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 đưa ra quyết định mua hàng như thế nào và dựa trên những cái gì Và quá trình sử dụng sản phẩm sau đấy Và thậm chí nhá Thậm chí là cái cách họ review sản phẩm sau đấy bây giờ nó cũng đã thay đổi Đấy, có họ có thể nếu họ ăn happy họ có thể lên ngay phần review họ review Ok thì vậy đối với cả brand họ sẽ phải xử lý như nào? Sẽ lẽ chỉ vào reply vào cái comment để xin lỗi bạn, đúng không? Đấy. Thì 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 cái bối cảnh thương mại điện tử nó thay đổi quá nhanh, Thế cho nên là thật ra như vực một brand thì anh nghĩ là cũng sẽ phải thích nghi và giữ một cái đầu rất rất cởi mở để mà có thể thích nghi với cả bối cảnh điện tử. Với marketing với một thương hiệu thì cái yếu tố influencer nó ảnh hưởng như thế nào đến một thương hiệu và sử dụng cái kênh này như thế nào để nó làm giúp cho thương hiệu tốt hơn phát triển hơn thay vì là những cái như anh nói là những cái review không tốt chẳng hạn hay là những cái nó đi lệch với giá trị cốt lõi của thương hiệu thì có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến tiêu cực đến thương hiệu influencer marketing thì anh nghĩ nó là một cái một cái chiến lược trọn vẹn cần phải đưa vào cả một bài toán kinh doanh tổng thể đối với cả từng brand thì thật ra nó các có cách có cách chơi khác nhau, đấy, uh, nhưng mà về cơ bản thì thực ra mình cần phải hiểu là tại sao mình cần influencer và có thật sự là mình cần influencer hay không? Đấy, đôi khi đôi khi anh nói thật là có, có thể maybe maybe là có thể có những brand họ không cần, anh không biết nữa. nhưng đối với cả bọn anh, bọn anh coi cái đấy là một gọi là một mắt xích rất quan trọng. Thì như anh vừa chia sẻ lúc nãy thôi, vì về cơ bản thì thực ra uh, influencer marketing anh nghĩ là nó nó tạo ra nó tạo được ra một cái góc cạnh mới và khác cho nội dung thường ngày của một brand Đấy. và nếu mà thiết kế cái chiến dịch influencer marketing một cách cẩn thận ấy, thì thậm chí là nó sẽ còn overpower được cả chính cái content được sản xuất bởi cái brand đấy đấy gọi là một một chiến dịch thành công nó mang tính impact nó mang tính kiểu tác động vào hành vi của người đọc content hơn rất nhiều thay vì là một brand sản xuất content đấy một brand chỉ làm content nội bộ thì về cơ bản thì thực ra đối với cả influencer marketing Anh nghĩ là quan trọng Trên cơ sở là mình sẽ cần phải hiểu Trước hết là cái brand của mình nó đại diện cho cái gì đó? Brand của mình đại diện cho cái gì Thì mình sẽ quyết định làm việc với cả những người như thế nào Họ có chia sẻ cùng cái giá trị để với mình hay không Và cái đấy nó còn phải phân tầng giữa các lớp influencer khác nhau nữa. Đấy, Thế cho nên là bản chất nó cũng là một cuộc chơi kiểu khá là ma trận Như vừa nãy anh nhắc đến các lớp đúng không? Đúng không? Và Chính bây giờ thì chắc. chắc là KOC đang rất là mạnh KOC thì khá là mạnh KOC thì khá là mạnh Đơn giản là vì bây giờ nền tảng TikTok offer được một cách thương mại cho KOC quá tốt Thế nên là thực ra là các bạn để ý là cây cái khái niệm KOC trong hoặc kép ấy nó bắt đầu nó bắt đầu nổi từ thời điểm mà khi mà TikTok có TikTok Shop thôi. Trước đấy làm gì có ai có khái niệm gì KOC đâu. Vì về các bạn thì bây giờ ai cũng bán hàng ở trên TikTok. Bán hàng ở đây nó còn lợi thế đến cái mức mà họ chỉ cần đưa một cái sản phẩm vào giỏ hàng của họ cầm sẵn ở trên tay và bán bán thông qua video bán qua livestream thế cho nên là mà có rất nhiều rất nhiều bạn đang kiểu unknown và xong tự nhiên đùng một phát kiểu trở thành kiểu kiểu, kiểu một Kelsey kiểu nổi tiếng luôn hoặc là kiểu bạn ấy kiểu có thu nhập rất tốt thì anh nghĩ là cái đấy là cái rise của kêu đấy nhưng bên cạnh đấy thì nó không chỉ có nó không chỉ có tiktok và thực ra cũng phải cần phải nhìn là tiktok nó đóng vai trò như nào trong một cái chiến dịch của mình để mà đánh giá một cách kiểu trọn vẹn là vậy thì cuộc chơi nó sẽ diễn ra như nào đấy thì mỗi mỗi cái mỗi cái platform nó đóng vai trò anh nghĩ là một cái một cái vai trò khá là khác nhau bây giờ lộ trình khách hàng không coi social là một nơi mua hàng nữa cái đấy là chấm hết đấy. bản chất social là một nơi communicate một nơi trao đổi giữa khách hàng và brand đấy. Ờ, cái sứ mệnh của kênh ví dụ như cái facebook này instagram này đấy, thì 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 ở uh, nó vai trò như thế nào trong cái journey này thì rõ ràng nó là ở điểm đầu tiên vì là nó là cái điểm awareness và cái điểm trao đổi ừ, thì tiếp với đúng rồi, khách hàng vì hành vi bây giờ là sau khi đấy thì họ sẽ có thể ra cửa hàng hoặc họ có thể lên shopee thậm chí có những người mà người ta vào cửa hàng rồi xem điều rồi người ta về nhà lên online chat với ấy sau đó người ta người ta xem có điều gì không cuối cùng người ta vẫn order shopee nó là một ma trận, đấy. tiktok nó lại là một ông riêng hoàn toàn luôn đấy, vì tiktok nó vừa có tất cả nó vừa có awareness nó vừa có có thể sản xuất content vừa có phân shop riêng luôn đấy vừa có hình thức thương mại mà hiện giờ các kênh khác không có nó là livestream livestream nó chính là build relationship ấy. vì nó là con người mà nó là con người của brand này lên nói chuyện đấy hãy uh, nghĩ là influencer marketing uh, đối với cả một chiến dịch thì sẽ cần phải nghĩ về bài toán tổng thể là vậy thì uh, đối với cả đối với cả brand đấy thì mình sẽ thiết lập ra bao nhiêu tầng influencer có macro hay không macro để làm gì và thật sự có lợi có lợi gì cho brand hay không có micro hay không và nếu có thì là bao nhiêu và cái hình thức làm việc sẽ như thế nào vì đối với cả từng cái tầng đấy thì nó sẽ có pros and cons nó sẽ có một lợi và hại đấy. mà influencer marketing nói chung thì nó đều có pros and cons vì em tưởng tượng như là khi mà mình đã quyết định làm việc với cả một influencer là mình đang gắn hình ảnh của brand mình vào hình ảnh của người đấy thì nếu mà bây giờ người có vấn đề gì thì sao Thì bọn anh đã bọn anh đã đã trải qua cái đấy rồi mà anh đã Uh, đắng cay đắng cay ngọt bùi qua influencer marketing rồi thế khá là hiểu là những cái rủi ro mà sẽ cần phải quản trị trong việc là làm việc với các influencer là như nào Đấy. influencer ví dụ như là nếu mà làm việc với một influencer gọi là có tiếng một chút semi macro mà nhỡ đi như nào tự nhiên trong cái quá trình mà đang làm việc với nhau mà họ dính một cái scandal thì úi rồi ôi thế bây giờ làm như nào Đấy. bọn anh đã trải nghiệm cái đấy rồi mình đã trải nghiệm đúng rồi. rồi và nó ảnh hưởng đến thương hiệu của mình như thế nào? Um, luckily là bọn mình manage được out khỏi cái hợp đồng đấy, nhưng vì là thời điểm này vừa mới ra mắt sản phẩm xong cho nên là ít nhiều gì đấy thì nó cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. ảnh hưởng ở đây không phải là ảnh hưởng quá sâu đến thương hiệu, mà ảnh hưởng ở đây là là nó không đạt được kỳ vọng như mình mong muốn nữa. đấy hay là ví dụ như làm việc với cả micro sẽ phải manage cái việc làm công tác chuẩn bị như nào, vì ra là một cái chiến dịch micro anh nghĩ là phải tính hàng trăm thì nó mới gọi là kiểu hiệu quả đấy tức là một trăm hai trăm ba trăm thậm chí là có những chiến dịch bọn anh làm việc 500 micro influencer kiểu đấy tóm gọn lại thì anh nghĩ là influencer marketing rất hiệu quả rất quan trọng nhưng mà để mà làm được mà nó đúng thì không phải là ai cũng làm được đấy, thế cho nên sẽ cần phải tổ chức cái chiến dịch để một cách rất là bài bản nếu mà ngân sách nhỏ thì sẽ cần phải lựa chọn một cách rất là tinh về việc là thật sự thả ít nhưng mà chất lượng còn hơn là nhiều mà loạn đấy, thì đấy cũng là triết lý của anh vì có những chiến dịch thực ra bọn anh chỉ dùng khoảng một hai bạn thôi như bạn đã chất. Và đấy đúng phù hợp với cả cái sản phẩm mà bọn anh đang muốn launch hoặc là collab vân vân đấy. Thì thì nó là như vậy. Mình có hay dùng influencer marketing không ạ? Có, bọn anh dùng suốt rồi. Bọn anh dùng liên tục luôn, bọn anh dùng hàng ngày hàng tháng luôn á. Ừ, hàng ngày hàng tháng luôn. Mà, Tức là mà. mỗi một tháng mình đều có ngân sách dành cho à, influencer. À chắc chắn so cái đấy là chắc chắn luôn. luôn đúng không? Chắc chắn luôn. Ừ. Thế thì nó cũng là một trong những kênh marketing chủ chốt của mình luôn. Đúng rồi. là bọn anh có một bạn kiểu gọi là kiểu booking in house luôn mà, à. À, thì chỉ chuyên trách làm cái việc đấy thôi, làm việc với rất nhiều KOL KOC từ cả kiểu TikTok cho đến Instagram các kiểu. Anh kỳ vọng gì ở nhân sự lên viện? Với nhân sự của anh, anh kỳ vọng gì? ạ? Một cụm từ duy nhất thôi, nó là sự quyết liệt. Hay theo văn hóa bọn anh gọi là oanh tạc, rất oanh tạc. Đấy, thì thì anh uh, anh admire những người như thế và bản thân anh thì anh cũng luôn luôn cố gắng hướng tới điều đấy, đấy tức là oanh tạc ở đây hay là quyết liệt ở đây bản chất nếu mà bóc tách ra thì nó nghĩ hiểu nó khá là đơn giản thôi làm trên kỳ vọng làm trên trước mức mong đợi không phải là mong đợi của anh mà trên mức mong đợi của chính bạn ý còn nếu mà một cá nhân mà có còn không có sự mong đợi cao cho chính bạn ý thì rõ ràng là bạn ấy không thuộc vào tổ chức đấy thì thấy cho nên là bọn anh dựa trên cái đấy để bọn anh đánh giá cũng phải đến 80 80 phần tỷ trọng ấy, của một thành viên phù hợp với cả tích hay không ấy. những phần còn lại thì dĩ nhiên là sự hòa đồng à, có phù hợp văn hóa hay không có wow hay không vân vân à, thậm chí là cái này thì có thể hơi cực đoan một tí thôi là có nên chia sẻ không nhỉ thôi chia sẻ đi là như kiểu anh anh có, hay có một cái thói quen anh không biết là thói quen tốt hay là xấu anh có một thói quen là khi mà nhân sự mới vào đặc biệt là ngày đầu tiên anh luôn luôn nhắn tin cho nhân sự vào mười một rưỡi mười hai giờ, 12 giờ đấy. ôi các bạn ừ. Đấy. nhớ xem <laughs> đấy, thì đấy là cái thói quen của anh chỉ để không phải là để gian đe gian đe hay gì cả chỉ để bạn ấy thiết lập luôn cho bạn ấy một cái kỳ vọng là đây là giờ nhắn tin công việc bình thường ở công ty đấy chỉ thế thôi không phải là có nghĩa là bạn ấy phải làm xuyên suốt cả ngày nhé cái đấy nó rất khác nhưng mà đôi khi có những cái công việc nó pop up xảy ra anh lấy ví dụ đơn giản thôi tính chất công việc tính cũng chất cũng công việc được. ví dụ anh đợi lấy đơn giản là bạn booking booking bản chất nếu mà làm việc chỉ theo giờ hành chính là vô nghĩa vì sao vì cái nhiệm vụ của thành viên đấy trong cái tác vụ công việc là thực ra đi làm việc với cả các bạn QC và KOL bạn ấy có thể 12 giờ bạn ấy trả lời là chuyện bình thường thế em tưởng tượng như nếu mà một vị trí đấy chặn làm trong giờ hành chính thì sẽ như nào hay là ví dụ như là bạn thích kế về e-commerce lên campaign vào khoảng tầm là 11 giờ 12 giờ là chuyện bình thường các bạn marketing bộc phát kiểu đang trong một buổi tối kiểu ngồi lướt insta hay lướt tiktok có một cái ý tưởng gì đấy hay gửi vào sau tất cả các anh em trong team marketing cùng trao đổi vào tầm 11 giờ chuyện bình thường đấy chứ anh không nói là ví dụ như là các bạn kế toán phải kiểu <laughs> hay là hành chính là phải kiểu làm vào tầm 12 giờ đêm đấy những đặc thù thôi nhưng mà nếu mà không không thiết lập được cái tinh thần quyết liệt đấy thì các bạn sẽ khá là kháng cự với việc là bên ngoài giờ chính vẫn sẽ phải làm việc ừ. tức là phải vì thời gian nghe giống bị bắt buộc đúng rồi đấy và cái đấy là cái key nếu mà một nhân sự cảm thấy phải làm việc sau đấy là đã là hỏng rồi thì đấy thì thế, chính vì thế cho nên là bọn anh cái cách mà khi mà bọn anh lọc phễu các nhân sự ấy, là phải tìm ra được những thành viên mà không đặt cái chữ phải vào sau cái giờ hành trình đời vì đấy là cái tính chất của công việc đấy, nó nó đòi hỏi sự có việc cái việc đấy nói sâu hơn một xíu thì mọi người đang nói là local brand bị ngáo giá so với cái sản phẩm so với cái thương hiệu đấy như anh thấy thế nào? Anh đánh giá về các local brand Việt với cái vấn đề đấy như thế nào? Anh thì... Anh không thấy đấy là vấn đề Không thấy đấy là vấn đề? Ờ ừ. Tức là cụ thể define ý, định, định nghĩa chính xác vấn đề ở đây đã Tức là anh thấy đấy là cái lẽ tự nhiên của một thị trường cạnh tranh Còn dĩ nhiên là cái việc là một thương hiệu bán giá đắt hơn quá nhiều hay không thì thật ra đấy là cái nỗi đau hoặc không họ sẽ phải trải nghiệm Đấy, vì rõ ràng là thực ra là cùng và cầu nó có quy luật hết rồi nếu mà bán giá quá đắt và không có lợi thế cạnh tranh về mặt sản phẩm thì cũng sẽ không ai mua hoặc là cái nhu cầu nó sẽ không thể đủ để mà sustain được cái business Đấy. nhưng ngược lại mình đặt câu hỏi nếu mà thật sự mình đang đánh giá một cách khách quan à nhầm anh xin lỗi chủ quan nhé là nếu mà một brand sản phẩm hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh gì cả đang bán giá rất đắt đắt hơn phải đến tầm bốn năm lần so với các thị trường khác các brand khác mà người ta vẫn đang mua mầm thế thì thế thì họ sai hay mình sai? thế thì rõ ràng là họ đang phải làm được một cái gì đấy đúng hoặc là đang phải làm một cái gì đấy khác và giá trị của họ đang cung cấp là một giá trị gì đấy khác, đấy, chứ không phải là nó nằm ở thuộc tính sản phẩm, đấy, thì thì hoặc là chất lượng sản phẩm đơn thuần, đấy, chất lượng có thể là nó chỉ là vừa đủ thôi nhưng mà cái thứ khác họ provide là một cái gì đấy mình không biết. Đấy, thế nên anh cố gắng là luôn luôn giữ một cái nhìn nó khá là khách quan và cởi mở để mà đánh giá thật sự là nhìn được thấu đáo một sự thành công của các brand nó đến từ đâu để mình còn học chia sẻ thật là thế để mình còn học còn còn câu chuyện nếu mà thật sự là kiểu brand làm không tốt sản phẩm không tốt theo mức kỳ vọng thì anh nghĩ là khách hàng sẽ đáp trả thôi mà đáp trả ngay lập tức đáp trả rất nhanh ấy tát tát kiểu lật mặt ngay lập tức luôn thật sự luôn brand bản chất nó chỉ làm được một công việc là nó tạo ra nhận diện nó khơi mào được sự kích thích thôi Đấy, còn để mà hữu hình tất cả những cái đấy thì nó phải bằng trải nghiệm. Mà trải nghiệm ở đây nó có cả trải nghiệm dịch vụ và trải nghiệm sản phẩm. Và nếu mà làm không tốt thì sẽ nhận phản hồi ngay lập tức. Nhận phản đáp ngay lập tức luôn. Đấy, nó là lẽ tự nhiên của một thị trường cạnh tranh. Đấy. sẽ có người làm thế này, sẽ có người làm thế kia. Nên quan trọng là nó có đúng với cả họ hay không và họ có sustain được hay không. Ừ. Và có thể là những cái thương hiệu mà sản phẩm không đáp ứng được chất lượng với cái mức giá quá cao như thế thì đương nhiên là họ sẽ không bền vững đúng không? Đúng rồi, chính xác. Họ sẽ không bền vững. Có thể sẽ kinh doanh được trong một thời gian. Còn nếu mà họ bền vững được thì mình phải đặt ngược lại câu hỏi là tại sao? Tại sao họ bền vững? Tại sao họ bền vững được? Đúng rồi. Tại sao họ bền vững? Có gì đấy mà mình không biết hay không? Có gì đấy mà mình có thể học lại hay không? Đấy, vì anh tin là điểm cân bằng của thị trường nó luôn ở đấy. Cung và cầu nó luôn ở đấy. Đặc biệt lại còn là trong thị trường kiểu thương mại. Khi mà ngày ngày thì rào cản cạnh tranh càng ngày càng thấp giao cản cạnh tranh càng ngày càng thấp có nghĩa là điều gì? Có nghĩa là chi phí để có thể có một khách hàng càng ngày càng tăng. Vì rõ ràng là nền tảng truyền thông thì vẫn là những nền tảng đấy, nền tảng xuất hiện quảng cáo nó vẫn là nền tảng đấy. Thì nếu mà có càng nhiều đơn vị cạnh tranh thì chi phí để tôi bỏ ra để mà có được một khách hàng nó sẽ tăng. Đấy. Tăng có nghĩa là gì? Tăng có nghĩa là nó càng ngày càng cắn nhiều hơn vào biên độ lợi nhuận của một doanh nghiệp. Đấy. thế cho nên là nếu mà cứ mãi làm những sản phẩm mà không có điểm khác cạnh tranh mà chỉ dựa vào một thứ nó là quảng cáo thì kiểu gì cũng sẽ tạch được. đấy vậy cho nên là đối với cả một một chủ doanh nghiệp khi mà đưa ra được một cái đánh giá một cách cực kỳ khách quan thì nó không chỉ đánh giá chỉ trên đơn thuần là là kênh mà nó còn rất nhiều các phạm trù xung quanh đấy nữa nó còn là lợi thế về mặt sản phẩm có hay không ok nếu không có hoặc nếu có có thì tốt nhé nếu không có Thì liệu mình có tạo ra lợi thế về mặt thương hiệu gì hay không Vì thực ra thì Ngày ngày với cái hiện tượng Của việc là chi phí quảng cáo càng tăng Vậy thì bây giờ làm thế nào Để mà dần dần Mình không phải đổ liên tục Ngân sách vào quảng cáo nữa Thì rõ ràng nó là thương hiệu Nó là cái tính thương hiệu đấy, nó là cái trải nghiệm đấy Nó là quay trở lại tất cả những cái gì mình vừa trao đổi đấy. Nó là một bài toán đúng một cái flywheel vòng tròn một doanh nghiệp trường tồn thì sẽ sẽ phải cố gắng quan tâm đến tất cả các khía cạnh đấy và phải làm tốt. Ừ. Với um, các startup trẻ bây giờ đi ạ, uh, mô hình D2C có phải là một mô hình rất là tiềm năng với các bạn nên lựa chọn mô hình này để bắt đầu. Vừa là có vừa là không. Anh nghĩ là nói phần không trước. Phần không ở đây là trên các chỉ số hiện giờ nói chung thì nó không quá thuận lợi đối với cả một người mới vào. Không chỉ chi phí quảng cáo tăng, cho đến chi phí influencer marketing bây giờ cũng tăng. Thậm chí là bây giờ có nhiều các nhiều các bạn KOC còn bị bảo là kiểu ngáo giá. Anh thì không đánh giá là ngáo giá, anh chỉ đánh giá là chỉ đơn thuần là vì là um, họ đặt họ ở một cái vị thế um, để chỉ làm việc với cả một số brand nhỏ, ý là một số ít brand mà là brand lớn, đấy kiểu đấy chứ không phải là họ ngáo giá bối cảnh bối cảnh thị trường kinh tế tại thời điểm bây giờ cũng không phải là thời điểm thuận lợi Đấy. có thể là hết năm nay thì sẽ đợi Đấy. nhưng mà về cơ bản thì thực ra các nền tảng thì vẫn vậy các những người chơi thì càng ngày càng nhiều hơn thậm chí là sắp tới là các brand ở trên tiktok ấy sẽ còn phải cạnh tranh với cả các nhà sáng tạo cạnh tranh là trên cả chi phí quảng cáo ấy, là bây giờ các nhà sáng tạo cũng bắt đầu sẽ chạy quảng cáo tức là đồng nghĩa việc là chi phí quảng cáo dần dần nó dần cũng lại ngày càng tăng nó không phải là một cái môi trường gọi là kiểu một cái đại dương nó quá quá là xanh để để cho để cho các người mới chơi mới vào. Đấy. Nhưng mà có ở đây là trên cơ sở là anh nghĩ là bản chất thị trường bây giờ nếu mình nhìn về mặt tiêu dùng D2C thì so với cả các quốc gia khác mà D2C uh, và thương mại thông qua hình thức là online nó đã nó phát triển hơn mình rất nhiều thì vẫn còn cách quá xa cách quá xa ở đây nó không chỉ là về mặt hình thức đâu là như kiểu là livestream nó sẽ còn tiền hóa đến như thế nào đâu mà cách quá xa ở đây là kể cả thậm chí là về mặt những thứ gì đang được cung cấp sản phẩm sản phẩm nó vẫn đang có thiếu nếu mà thật sự nếu mà thật sự cố gắng phân tích thì anh nghĩ là vẫn sẽ luôn luôn có những cái ngách để cho mình làm Đấy còn nếu mà bây giờ vẫn là vào làm và không có điểm gì quá khác biệt về mặt gọi là kiểu sản phẩm cung cấp thì rất khó thì thật sự là cực kỳ khó và thật sự rất khốc liệt đấy. vì là nếu mà bán sản phẩm rẻ thì bây giờ đã có những những đơn vị họ bán được chắc phải tầm trăm nghìn số bán thôi thì làm sao mà cạnh tranh được với họ đấy. nếu bán sản phẩm đắt thì nó sẽ là câu chuyện việc là build được một cái thương hiệu để mà bán được sản phẩm đắt cho đến cái thời điểm đấy. đấy. thì nó sẽ là bài toán khá là đau đầu vậy cho nên là vừa là không vừa là có là vì đấy nếu như mà được chọn một ngách sản phẩm trong tương lai <laughs> để gia nhập bạn thì anh đã nghĩ đến chưa? anh đã nghĩ đến một cái ngách sản phẩm nào đấy nó vẫn đang còn xanh ngách sản phẩm đang còn xanh dĩ nhiên là anh nghĩ đến cái đấy hàng ngày <laughs> bản thân bọn anh cũng research về cái đấy nhiều rồi thì cũng có một vài uh... gợi ý cho cũng các bạn được không? cũng có một vài cũng có một vài option uh, về mặt sản phẩm chi tiết thì thực ra anh nghĩ là cũng khó để có thể address nhưng tuy nhiên là ngành hàng nào vẫn còn tiềm năng thì anh nghĩ là có Anh nghĩ là share, sharing một cách khá là thoải mái là Ví dụ như là bản chất nếu mà mình nhìn vào ngành hàng Thì thực ra nó sẽ có ngành hàng và ngành hàng lớn và ngành hàng con Thông thường khi mà chúng ta nghĩ đến nghĩ đến sản phẩm chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến ngành hàng lớn thôi. Và đấy là vấn đề trong cái trong cái bể ngành hàng lớn đấy thì bây giờ có rất nhiều các đơn vị đang cạnh tranh rồi đấy bản chất là chỉ là coi như là thêm thêm kiểu muối bò biển rồi vào và sau đó thì bắt đầu cạnh tranh ràng buộc trên từng chi phí khác nhau Chi phí bán hàng, chi phí kiểu giảm giá vân vân, Thì nó là một cái cuộc cạnh tranh khốc liệt mà anh khuyên là nếu mà những người mới vào thì không nên đi theo hướng đấy Thay vì đấy thì nên nhìn các ngành hàng con tức là subcategory Trong ngành hàng personal care đâu. Nó có tỷ tỷ có loại subcategory Và có những cái subcategory Anh đảm bảo luôn là hiện giờ vẫn còn đang chưa có hiện diện ở trên shopee và tiktok shop Lý do vì sao người ta chưa label nó là cả một cái category Vì đang quá ít người bạn cái này Thì đấy là một gợi ý cho các bạn trẻ để, để mà có thể research Hay là ví dụ như là personal care chỉ là một thôi Ví dụ như là kiểu kể cả trong fashion Một trong những nếu mà bạn ấy thấy một sản phẩm nào đấy Mà đang chưa có cái sub category được tạo ra Thì chứng tỏ là chắc chắn luôn là đang rất ít người bạn cái Ngược lại là phải đặt câu hỏi là vậy thì thật sự có nhu cầu cho nó không? Chắc chắn luôn là sẽ tìm ra là có những thứ có nhu cầu và một cái cách tìm ra rất đơn giản là như thế này là các bạn ấy lên các trang sản thương mại điện tử tìm cái sản phẩm đấy chưa có category riêng cho nó nhưng mà sản phẩm đấy bán khá nhiều và là thương hiệu nước ngoài đấy là một cái mẹo để mà research thì đấy sẽ là một cái hướng để để có thể tìm ra được một cái sản phẩm win ừ. thì anh nghĩ là nếu mà có khuyên các bạn là đi theo một cái hướng research như thế nào nếu mà có định làm D2C nếu mà có định làm một cái sản phẩm thương mại thì đầu tiên là phải bắt đầu bằng cái đấy đó. thì anh nghĩ là sẽ đỡ vất vả hơn đỡ vất vả hơn, hơn rất nhiều ừ. vì bản thân cái sản phẩm của mình nó đã nó đã có lợi thế rồi nó lợi thế một là có thể là giá giá sản phẩm của mình rẻ hơn à, so với cả những sản phẩm đang bán tương tự như nước ngoài nhưng mà là brand global hai là sản phẩm mình ship nhanh hơn ba là vì là mình tập trung vào sản phẩm đấy cho nên là mình có thể tạo ra những khía cạnh cạnh tranh mà hiện giờ sản phẩm global đã không có cho người việt kiểu đó anh có một cái câu gì đấy tâm niệm trong quá trình hành trình kinh doanh của mình không? Là một cái câu để cho anh keep up trên hành trình của mình. Câu thì quá ra trình. nhiều lắm nhưng mà nhưng mà anh nghĩ là một trong những cái thói quen mà anh nghĩ là các bạn trẻ startup hay không ở trong lĩnh vực DVC hay không cũng nêu, cũng cũng nên cố gắng là là tập luyện cái thói quen đấy vì thời gian nó là thói quen đấy vì chúng ta không chúng ta không được raise với cái thói quen đấy là có là thói quen luôn luôn đặt câu hỏi. Anh nghĩ cái đấy là một cái why not, một cái <laughs> là một cái thói quen rất quan trọng. Mà anh chỉ nhận ra nó không phải là thói quen, anh đi anh 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 tự xây cái đấy tự khá lâu rồi. anh chỉ nhận ra cái cái đấy không phải là thói quen vì anh suốt ngày phải bảo anh em ở công ty anh là tại sao không đặt cái câu hỏi đấy? Phải luôn luôn đặt câu hỏi. Vì ra khi mà mình đặt câu hỏi ấy đồng, thì auto là đầu của mình nó sẽ mở. Vì mình nó đi tìm câu trả lời nhưng mà thử nghĩ thử lại xem thật sự là thật sự là có bao nhiêu lần trong trong cái thời điểm mà mình đang xử lý một vấn đề mình đang actually mình đặt một câu hỏi hay là mình chỉ tiếp nhận vấn đề và sau đó mình xử lý nó thôi nó rất quan trọng ấy. thế cho nên là anh anh nghĩ cái thói quen đấy là một cái thói quen mà sẽ thay đổi hoàn toàn kiểu từ tinh thần cho đến kiểu hiệu suất cho đến kiểu cách các bạn tiếp nhận được công việc nói chung đặc và đặc biệt với founder thì cái đấy nó cực kỳ quan trọng ở cho nên hãy luôn luôn đặt câu hỏi ừ. đặt câu hỏi critical luôn À, ừ. rất là cảm ơn anh Thái với những chia sẻ rất là giá trị ngày hôm nay. <laughs> ừ ok cảm ơn chị Việt Nam rất là nhiều.